eo thon ngực nở đời kiêu hãnh, chim nữ tâm kinh mãi phát huy, tuyệt học cả đời nâng nhận thức, thân hình chữ S định tư duy. Chim phố đế đời ngàn năm không mất, tuyệt học thể hình sự nghiệp lưu danh, học viên hôn chim độc nhất mình anh, tòa lạc trên cao chim trệ uy nghiêm, tâm kinh được viết bằng tâm huyết trái tim. Chào mừng các bạn đến với THL Chim quận 7 để chuẩn bị theo dõi buổi tập tiếp theo trong chùm giáo án chim nữ tâm kinh phần cơ upper body. Nhưng mà thành thật chia buồn với em là cơ upper body của phụ nữ có một điểm chung là thường hay yếu. Dạ. Đó, nó thường hay yếu, tức là cái cơ upper body, cơ thân trên nó yếu một cái là cái khả năng nè, bấm yếu, đẩy yếu, lôi kéo yếu. Thấy không? Thí dụ như bây giờ mai mốt em bị kẻ xấu hãm hại em sẽ đẩy nó ra rất là khó. Em đạp nó ra. Đạp thì đó thì không nói rồi, nhưng mà đã nói cái đẩy ra sẽ rất là khó. Và sau này mà lỡ mà có ai bỏ em níu kéo nó cũng yếu nữa. Đó, do đó chúng ta cần phải tập tốt cái nhóm cơ upper body để cho nó khỏe hơn, nó săn chắc hơn, nó mạnh mẽ hơn nhưng nó không được thô. Cái cơ upper body của con gái mà cơ tay này mà nó thô, vai thô rồi nó nhìn đô quá, chạy hết. Nó lên như anh sao? Đúng rồi. Do đó đó, trong giáo án chim nữ tâm kinh á thì sẽ không hướng tới cái phần thô của cơ mà tập chuyên để cho nét săn chắc và khỏe mạnh. Đó là mục tiêu chính của cái buổi tập mà gọi là vai, tay trước, tay sau và eo ngày hôm nay. Hôm nay tập eo nữa. Mà cái cơ eo là cơ cực kỳ quan trọng nha. Nó tách biệt phần thân trên và thân dưới nên nhìn nó đẹp. Thí dụ như ba dòng như một chắc chắn là bỏ rồi. Nhưng mà dòng một đại diện thân trên, dòng hai đại diện cho co và dòng ba đại diện cho thân dưới, mà tách biệt ra nhìn cơ thể người con gái rất là sexy, hình đồng hồ cát, pha lê đồ các kiểu. Và cái cơ co nó giúp cho em tránh được chấn thương. Cái cơ co của em mà nó khỏe mạnh á là em đỡ bị chấn thương. Dạ. Đó, cơ co nó vừa đẹp mà nó vừa có tác dụng là nó bảo vệ cơ thể chúng ta. Chúng ta không, chúng ta lăn, chúng ta lật gì đó nó không có bị chấn thương. Buổi đó buổi tập chính ngày hôm nay. Và đầu tiên chúng ta đến với phần cơ vai. Cơ vai chúng ta sẽ tập trên cái máy này có tên là máy Multi Press. Press là cái cơ chế đẩy. Dạ. Press là cái cơ chế đẩy. Do đó thân trên nó là nó chúng ta tập press rất là nhiều. Và để tập được bài đĩa vai thì chúng ta chỉnh cái máy nó về vị trí cao cao vừa phải. Nó về vị trí này, càng nằm đây. Máy này chỉnh đúng rồi, chỉnh sẵn cho em hết rồi. Rồi, chúng ta ngồi vào nhớ lóc lưng. Tư thế số 4. Tư thế số 4 nha các bạn. Rồi. Đây, không được, phải chỉnh thấp xuống một tí, tại vì đây cái tay nó không còn kích thích để đẩy nữa. Đó, em chỉnh thấp xuống tí giùm anh nha. Kéo ra, kéo chốt ra. Rồi em kéo rồi. Rồi, để đây. Đó, cái vị trí này là vị trí đúng. Đó, phụ nữ vai nhỏ thì họ sẽ cầm ở đây. Dạ. Đàn ông vai họ rộng họ sẽ cầm ở đây. Còn nếu mà trường hợp máy này á mà chỉnh ngửa ra thì người ta sẽ cầm ở đây. Rồi, anh sẽ cầm ở đây. Rồi đẩy, 1 2 3 đẩy lên. Thở ra. Đó, thẳng tay nhưng mà không khóa khớp. Một tí xíu anh sẽ chỉ em thế nào là khóa khớp. Đó, như vậy là khóa nè. Vậy là không khóa nè. Vậy là khóa nè, vậy là không khóa nè. Rồi. Xuống. Lóc lưng ưỡn ngực. Rồi nhìn miệng anh thở nè. Lên. Dứt khoát. Lên. Lên. Đó, thở ra, xuống hít vào căng cơ giữ lại, nhịp lên giữ, nhịp dưới giữ. Bây giờ một cục dành cho em, tập lòng của em khối đường tạ. Chúng ta sẽ khởi động bài này và chúng ta tập 2 set chính ở bài này. Bài này có tên là Multi Press Shoulder Press. Lên. Rồi chuẩn. Lên. Nặng hay nhẹ hay vừa? Vừa. Rồi mới vô là vừa luôn rồi đó hả? Không mới vô vừa tính luôn nha. Ok. Nè, lên, đó. Rồi xuống. 3 4 5 6 7
8 9 10 xuống xuống nè, nó giữ ra nào. Hồi nãy em bị sai cái tay, cái tay nó phải như vậy chứ, tay nó không được chĩa đằng sau, cùi chỏ nó không được chĩa đằng sau nha. Cùi chỏ cái ống này, tay nó phải thẳng là đó, thẳng vừa thôi, đừng thẳng một cách gượng ép. Đó, đẩy lên rồi, rồi đẩy lên rồi, xong ra nghỉ một tí, xong mình vô set thứ hai. 1 2 3 lên. 1 2 3 nha, 3 4 5 6 7 8 9 10. Đúng. Ok. Thêm một cục hả? Thêm một cục nữa hả? Tập 2 set và tập 3 set luôn hả? Thích thì chịu. Nhớ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, đó là 45 pound. Hồi nãy là 30 pound. Rồi xong bài multi press shoulder press. Bây giờ chúng ta qua cơ chế thứ hai là cơ chế rise. Rise nó có cơ chế nha em, cái cơ chế press là gì, là đẩy. Đẩy người ta kêu là press. Đẩy là press, còn rise là giang. Rise là giang. Đó, rise, rise, giang rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài PPS shoulder press. À, cái máy này là một trong những cái nét đặc thù đẳng cấp của Thor Gym đầu tư để tập cơ chế rise. Những cái phòng khác nó không có cái máy này, là các em tập cơ chế rise rất là khó, khó tập lắm, khó hiểu mà khó nắm hình dung động tác đó. Và đây, vô đây ngồi, hai cầm hai cái râu nữa, chỉnh cái ghế cho nó vừa phải, chút xíu anh sẽ chỉnh cho em. Đó, rise là gì, là giang cái tay lên như nè, giang cái tay lên như là rise, lên đây giữ một nhịp, xong rồi từ từ hạ xuống, giữ lại nhịp nữa, xong rồi lên là giữ nhịp, ok, đừng không cần phải lên cao quá vậy, lên ngang ngang là được rồi. Rồi bây giờ tập đây, nhìn cái miệng anh thở nha, nè, ngồi lóc lưng, tôi thấy số 4, hít, xuống giữ lại chứ không để hai cục tạ chạm như vậy nha em, nó giữ lại, bây giờ xuống cái máy tập Slash Ride xuống cũng phải giữ tạ lại. Nhìn cái hai cái tạ nó gần chạm với nhau là đúng. Ok. Đó. Ok, đó là anh thở cho em thấy thôi chứ mà anh không phải thở thô cho đâu em, anh thở quyến rũ lắm. Rồi vô em chỉnh một cục thôi. Một cục thôi, bài này tập rất là khó. Nhưng mà vô cái máy này tập rất là dễ. Cái đó là đẳng cấp của phòng gym 7-8 sao. Chọt vô một cục. Xong một cục đó. Rồi. Tư thế ngồi cho nó đúng rồi đã, không? Đó. Lóc cái lưng, ok. Rồi, dứt. 1. Ok, rồi chuẩn. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hai cái nữa. 9. Cái số 10 giữ nè, 10 giữ. Rồi hạ xuống từ 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 từ. Theo sức của mình đuối hạ. Đuối hạ, đuối hạ. Ok, tốt. Uống nghiêng trao và cao, chuẩn bị set tiếp theo. Cái cơ chế press đó, nó tập cho em đẩy ra sức mạnh bự cơ. Nhưng mà cái rủi ro nó là dễ chấn thương. Còn cái chế rise này á là nó tập sức bền, dẻo dai, khả năng chịu đựng, cơ to nhẹ, to chút chút thôi. Nhưng mà cái điểm tuyệt vời của nó là nó không bị chấn thương. Tập bài này không bao giờ bị chấn thương hết đó, chỉ có tập tầm bậy thôi. Nên có anh ở đây không tầm bậy là chắc chắn rồi đó. Dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giữ. Giữ 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 giữ. Thấy mặt vào trong gương không? Không. Cái gương nè. Khi nào nó xuống mới thấy được. Này cái gương nè. Bây giờ là thấy. Đó, 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 thấy không? Đó, này, giờ cái mặt nè. Này, cái nóc gương đó. Anh nhịp cái. Cái cối. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 à, xuống từ 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 tốt. Qua BBMS. À, thấy em tập vai tốt quá anh bonus khuyến mãi thêm bài vai sau nữa. Chứ đáng lẽ là bài này chưa có nằm trong giáo án căn bản đâu nha. À, thương lắm mấy chị, đó là vai sau. Nè, nhìn một tay thôi, đừng nhìn hai tay rối. Nè, vai sau là tư thế nè. Nó duỗi thẳng ra, nó kêu là rear. Đó, thẳng tay ra. Thẳng tay ra. Cùi chỏ cao lên vậy nè. Đó. Cùi chỏ cao lên chứ vậy không ra nha. Vậy là sai nè. Cái cùi chỏ nè. Đó. Ok. Rồi, kết hợp hai tay thì sao? Cầm. Ok thấy không? Đó. Ok. Ra sao nó có cảm giác ép cái vai sau lại. Thôi, bài rất khó. Nhưng mà thôi, tập đi. Nhẹ nhẹ thôi. Ngược lại đứng quay vô chứ. Đứng quay vô. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì chóng mặt quá vậy? Rồi, để trước đi để cho thấy cái. Từ từ. Rồi. Tập đi. Đó. Thấy cái cảm giác chỗ này không? Có. Có cảm giác nó ép nó căng căng chỗ này không? Có. Rồi. Vô vậy là thở ra. Rồi. Vô hết này hả? Ok. Tập từ từ không cần nhanh, bài này khó lắm. Rồi. Ok. Rồi. Ok. 4 rồi đó. Ra đây giữ một cái em. Ok. Giữ lại à, không? Anh nói rồi, cái cùi chỏ nó ráng vậy nè, đó. Cái cùi chỏ nó ráng lên cao cao lên vậy nè. Cái tay này nó thẳng thẳng lên tí, cùi chỏ nó phải cao. Đừng có để cùi chỏ thấp là nó không vô rồi. Đó. Rồi, ráng đi full răng đi, mà nhẹ thôi, từ từ thôi. Ra giữ lại. Ok. Thẳng lên. Nặng hả? Thẳng lên. Ba cái rồi thôi. Ok. Rồi, cái nữa đi, cái nữa đi, cái nữa đi. Rồi giữ lại nha. Rồi, chỉnh cái tay nè. Rồi, giữ lại. Ok. Giữ lại, gồng cái này lại. Ok, rồi. Giữ 5 giây. 1 2 3 4 4 rưỡi 4 6 4 7 4 8 49 49,1 thầy chị kỳ 49,2 49,3 49,4 5 6 7 8 9 99 đồng hồ hết pin, đứng luôn. Rồi dẹp đi á. Man rồi. Nữa thôi hay xét thôi. Phải hai xét. Cái này bonus mà. Ờ dứt. Ok. Cù chỏ cao. Em phải nhớ cái cù chỏ nè, nó phải cao, cái cù chỏ nó phải cao hơn cái này hoặc là bằng cái này chứ không được ngược lại. Đó, chú ý điểm đó thôi. Nó khó là nó khó cho nó đó. Rồi, dứt. Đó. Nó khó mỗi điểm đó thôi. Đó. Ồ, tập hay hơn anh nữa thôi, đập đẹp hơn anh rồi đó. Bữa sau dạy lại anh nha. Ê dạ. Sao bé? Rồi, tập đi. Kiếm cùi chỏ thôi à. Ok, chỉ có đó thôi. Rồi. Rồi, tập đi. Mới tập ngày đầu về giỏi rồi. Mới ngày đầu ai dám chỉ bài này? Bài này phải tập 4-5 tháng rồi mới dám chỉ á. Đó. Cái nổi rồi đó. Cái đó đi. Nè, chỉnh lại nè, cao lên. Cao lên, ok, rồi. Ép, ok, rồi, giữ. Không, cái tay, ok. Đó, giữ, ép lại cho nó ra rảnh nè không. Cái lưng nó phải có rảnh nè, từ từ nè, chỗ này nó có rảnh nè. Em con gái em tập cầm một rảnh ở đây nè. Với rảnh ở ngoài đây nữa rồi, ok, đó không. Cái gì vậy, chưa đếm mà. Thôi, khỏi thôi đếm. Thôi hả, khỏi đếm hả. Tay rụng rất rụng nơi. Dễ ăn bonus lắm.
tới bài tập tay. Tập tay sau trước. Tay sau có tên là cơ tam đầu căng duỗi, tiếng Anh là tricep. Mà cái bài tập bây giờ chúng ta tập là tricep push down. Đứng tư thế số 1. Lóc lưng, mông đứng tư thế số 1. Rồi. Cái tay như vậy, rồi lên. Xuống, thẳng ra. Xuống thẳng nha. Xuống phải thẳng như vậy. Lên. Cái cùi chỏ di chuyển hay không? Nó di chuyển một chút thôi nha. Di chuyển này, ví dụ như anh đang đây là anh lên, cái nó di chuyển lên chút xíu thôi. Đó, xuống. Thở. Rồi tập 10 rep như vậy, tập 4 set. Nhẹ mà. Không nổi thì giảm. Kéo xuống có nổi không? Ở vô ok ổn không? Được không? Hay nhẹ hơn cục ha. Nhẹ luôn. Thấy em có vẻ cố gắng quá. Buông buông. Rồi lại nè. Xuống là nhấn á, nhấn thẳng cái tay ra. Xuống nhấn. Xuống là nhấn là nhấn thẳng cái tay ra nha. Xuống thẳng cái tay ra. Ok. Rồi lên. Rồi xuống. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Nhấc cái tay sau luôn á. Tám. Chín. 10, tốt nè, em gồng được cái tay ngắt được không? Đó, gồng mà, rồi lên. Ok. Tay cứng đúng không? Cứng, đúng, chính xác, động tác đó, tập đúng. Thêm một cục đi. Vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, giữ. Lên từ từ từ, lên từ 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 thôi, từ 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 chỗ cao nhất giữ lại. Chỗ cao nhất giữ lại. Ok, giữ cho nó cảm giác nó căng cái cơ này ra. Nó đang căng á. Nó đang căng căng. Rồi, xong rồi mình mà thả ra. Khi mình tập trong trong cái set đó mình có phục hồi rồi thì mấy cái set mình mau phục hồi cơ lắm, mình đỡ có phải phục hồi tiếp. Còn thí dụ như cái những cái chỗ khác nó chỉ em á, nó không có biết chiêu á là nó cứ tập xong cái đùng nó thả ra luôn à. Cái cơ nó chưa có cảm giác căng. Căng cơ là cảm giác relax và phục hồi tốt kiểu nhất. Kiểu như là nó đột ngột quá đúng không? Bị đột tử đấy. Bây giờ anh nói em động tác giờ nó phải có hai điểm hết. Nó điểm nhấn xuống là phải giữ, không có phải là dày không ra gì đó. Nè, giữ. Đúng không? Dạ. Xong rồi lên tới đây giữ lại cái nữa nè, xong rồi xuống. Okay. Nhưng mà cái cuối á là mình căng về chưa căng lắm. Nè, lên này không? Nó căng cơ ra. Nó đang căng cơ tay sau nè. Đó, nó căng ra, mình relax xong mình thả ra. Rồi, tiếp. Nhóm cơ nhỏ là nhóm cơ nó phục hồi nhanh. Mà trong quá trình dạy em, anh sẽ chỉ cho em cái cơ nào phục hồi nhanh, em nghỉ ngắn thôi. Yeah. Cái cơ nào phục hồi lâu em mới nghỉ dài. Yeah. Nhưng cái cơ này phục hồi nhanh lắm. Tập lẹ lẹ lên. Đó, cứng ngon chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, giữ. Giữ nhấn. Rồi xong rồi nhấn đủ rồi em thả lên từ. Đó, thả từ để tạo cảm giác căng. Đó. Căng đủ rồi, thả lên luôn. Ừ. Thở. 3 4 5 6 7 8 9 10, giữ. Chỗ này giữ ngon nè. Đâu có tay bên đây cứng không? Tay bên đó cứng tốt á. Rồi, lên. Buông lên, rồi lên. Tức là cái lên á là mình căng cái cơ ra chứ đừng có hại khớp nha. Nó dễ nhầm lẫn với hai khái niệm đó. Tức là cái khớp mình căng là căng như nè. Tức là căng là cái khớp mình không khe. Mình chỉ căng cái cơ thôi. Chứ còn ví dụ như mình đang giữ cái vị trí này nè, là nó hại khớp. Tức là cái vị trí này là cái vị trí nó đang chịu lại chứ không phải là vị trí căng cơ.
em cảm giác cái khớp nó tức tức và em cảm giác cái này là phải tốn rất là nhiều lực. Căng cơ không tốn lực, căng cơ là mình căng vậy thôi à, nó nhẹ nhàng. Ờ, căng căng cho cơ ra thôi. Ok. Đó, nó khác. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta chuyển qua nhóm cơ tay trước, cái là con chuột á. Đó. Nhưng mà nữ thì anh không có hướng tập con chuột nó bự như nó thô. Nữ chủ yếu là cái tay trước mình tập cho nó săn chắc và nó dẻo dai thôi. Nên những cái bài tập của anh hướng tới mục tiêu đó. Nên không có chỉ tập tay trước quá nhiều hoặc là quá nặng để nó tạo ra con chuột. Không? Nó tạo ra con chuột thì nhìn nó hơi thô. Còn nếu mà mình thích tập con chuột thì anh biểu con chuột thôi. Động tác dễ nhất là này. Kêu là gì? Bicep curl. Cơ chế curl là cái cơ chế tập tay trước. Cơ chế push down hồi nãy là cái tay sau. Đó, kéo vậy là. Rồi, nó là dễ nhất nha. Cái tay kẹp vô người vậy nè. Đó, lên, xuống thẳng ra giày, lên. Xuống thẳng ra giày, lên. Vậy thôi. Rất đơn giản. Rồi mình làm quen với tạ đi, xách đầu 4 cục thôi. Thôi thở ra, đúng rồi đó. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tốt. Rồi thả từ từ. Nhẹ quá mà đúng không? Được rồi hả? Lên. 1 2 3 4 5 6 7 xuống thẳng tay tí. Ờ, đó, 8 9 10. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập với cũng tay trước với cặp track on the spot. Nó tạo cho chúng ta tập tự do hơn, freeway hơn và tập nó sẽ tốt hơn cây kia. Nó bây giờ đứng dậy. Đó, đứng thẳng sâu vô tí luôn, hai tay này để phía ngoài. Kéo lên. Cái nhìn cổ tay của này nó hơi lật ra ngoài một tí. Cổ tay nó hơi lật ra ngoài một tí chứ nó không có như vậy. Nó lật ra ngoài một tí. Đó. Đó. Rồi cố gắng. Cố gắng tập chừng 8 tới 10 10 rep. Hai set thôi. Rồi. Hạ xuống từ từ. Đó. Rep nào rồi rep đó. 5 6 7 8 9 Vô nè 10. Rồi hạ ra từ. Chính xác. Chỉ còn một set nữa thôi. Set tập cuối cùng của nhóm cơ tay trước với thiết bị Functional Trainer BBMS245. Bài tập có tên là Track Handle Sport Bicep Curl. 4 5 Em kéo lên từ từ thôi. 6 Đúng rồi. 7 8 9 Cái nữa. Rồi. Yeah. Từ. Rồi. Thấy con chuột mỏi chưa? Mỏi. Đó, con chuột mỏi chưa? Tay giờ đô rồi đó. Không phải đô là do lên, máu bơm vô thôi. Rồi, tối nay giờ nhấc tay này nha. Rồi, xong bài này rồi. Ta chuyển qua phần tập 4. Nguyên dàn bụng đằng kia đang chờ em. Dàn bụng và dàn eo. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn em tập chuyên phần bụng, eo. Đó, bụng ở này nha, eo là hai bên nha. Giờ tập bụng trước. Bụng nó có cơ chế là crunch. Em nhớ cái tên nha, crunch là bụng. Crunch. Thì cái đây là bài tập có tên là AB crunch. AB là viết tắt của chữ bụng á. AB. Rồi, ở động tác này á khá là khó đó. Tập vô. Cái lưng lúc nào nó phải cong á nha. Tập bụng là lưng nó phải cong. Rồi ok. Cong như con tôm ấy hả? Ừ đúng rồi, chính xác. Đó, gập vô. Cái cùi chỏ nó gần chạm cái đùi là đẹp nhất. Còn ví dụ như em không nổi em phải ráng tới đây.
Đó, cái lưng nó cong, em nhìn cái lưng nó cong. Cái lưng anh không có tựa vô cái cây kia, em hiểu không? Dạ. Còn ví dụ như mấy bạn nào mà tập không có rành á, bạn cứ vô bằng tựa, tôi nghĩ này là dựa lưng, tập vậy. Ờ. Nó không tốt lắm. Yes. Nên cong lưng. Ok. Khi xuống nó không dựa nhưng mà lên nó phải dựa nha, rất là lên nè, lên nó thẳng này là nó dựa vô. Dạ. Còn khi xuống nè. Nó em phải giữ được cái vị trí đó là ngon. Ok. Thở ra, hít vô. Dạ. Đó. Ok, vô. Khá chua đó chứ không phải giỡn đâu. Dạ. Nhưng mà cái máy này tập rất là vô. Máy tập vô lắm luôn á. Hot hot máy mà. Đó. Vô. 1 2 3 Từ từ thôi, anh nói rồi tập có nhịp. 4 Đúng rồi. 5 6 7 8 Cố lên, đúng rồi. 9 10 Giữ lại. Rồi, thả ra từ từ. Anh ngồi lên là phải dựa đúng không? Tốt. Lên là cái cơ chế là tự nhiên nó dựa thôi. Mình không làm khác được. 1 2 3 Vô. 2 3 4 5 Lên gồng lại em. 6 7 Lên từ từ thôi gồng lại. 8 9 10 Giữ luôn. Rồi gồng lại, thở từ từ nha, gồng lại. Gồng gồng lại, thở từ từ, gồng bụng á. Rồi thở luôn đi. Thả luôn đi. Căng vậy, uống sốc đi. Dạ, uống rồi, vừa uống rồi. Uống cái nữa cho nó mạnh mẽ. Dặm môi không? Vô. Vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chạy nước mắt trời. Rồi, ok, good. Bài rất là nặng đó. Nhưng mà có sự hỗ trợ tuyệt vời của anh cũng như máy tập Mỹ Đế 2N. Em tập rất khá tốt bài này. Đây là một bài tập bụng, nó thiệt nó khó nhất mà nó vô đã nhất luôn. Mấy cái bài bụng kia nó sẽ không bằng. Dạ. Đó, may mắn cho em ở đây có cái máy này nha. Gập bụng chán thua đúng không? Nó khó lắm. Rồi xong chúng ta sẽ chuyển qua máy khác tập tiếp tục cơ chế crunch. Ok. Qua cái máy front này có vẻ là dễ tập hơn. Máy này là máy BBD hai cơ chế, front với back. Back với sau tập. Máy tập front trước, chỉnh này nha. Rồi, chỉnh cái này. Em chọt cho manta khoảng chừng nửa ống đi em. Nửa này đang nửa đó. Không, nó hơn nửa ống em. Tinh dữ người ta. Nó hơn nửa ống rồi. Hơn xíu à. Này nó dễ hơn. Chân móc vô đây nha. Nè, chân móc nè. Hai cái tay để như vậy. Hoặc là ôm như vậy, tùy. Thấy nữ, một số nữ cũng ôm như vậy. Còn anh thì tay anh đẹp, anh để vậy nên nó show up với cái tay nữa. Nó để như vậy nó có tác dụng là thứ nhất. Trong lúc mà ví dụ này nhiều người ta ôm mồ hôi mồ kê này nọ, mình quên lau đi ví dụ vậy. Mình để vậy nó an toàn cho mình hơn. Đó, và để như vậy nó cũng không có bị áp lực cái ngực. Còn em để cái kia thì ngực nó áp lực một chút. Rồi. Gập xuống. Chạm ăn tiền. Nè, chạm nè. Cái bát này nó chạm cái đùi anh thấy không? Chạm ăn tiền, lưng cong tiếp. À, lên thẳng tới đây thôi, gập xuống, thở ra, xuống gọng bụng nữa nha. Đó, ok ok ok. Đó thì thôi, đơn giản. 3 set, mỗi set 10 rep. Từ từ đó. Thích chỗ nào? Em ôm đi. Thích chỗ nào tập chỗ đó. Vô. Rồi, gập xuống. Chạm, ok, lên tới đây thôi, ok, đó.
3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Giữ không nổi. Cái động tác lên nó ráng giữ một cái, nói chung em phải có cái nhịp giữ ở trên và dưới, giữ ở trên và dưới. Đừng có tập vèo vèo. Rồi vô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cái đó nè. 10 giữ. Gồng bụng nha, không có thở nha, gồng bụng giữ. Rồi xong rồi từ từ thả sức của mình. Thở sức của mình. Ok rồi. Đi ra vòng vòng đi xíu đi rồi vô tập rep cuối, set cuối. Set cuối, cố lên. Come on, vô. Bài AB Crunch máy BBD. Abdominal run nha các bạn. Run dài đặt chân khác để đi run bài này. Nhớ là công gập chứ không phải là công gập. Ok. Ok đặt. 10 hả? Tự đếm luôn hả? Mở thằng này. Toàn là cái đóng này cũng phải tốn vì sức nhiều lắm. Cái hũ súp mình tặng em cũng chưa hũ súp đúc mở mà của ARP á. Gần hết rồi hả? Ok, mai mốt về hàng hợp đồng BT thêm nửa năm đi anh tặng cho Hữu nữa nha. Rồi đây cũng là một chiếc máy tập rất là hay, phần nhóm cơ eo. Cơ eo nha. Nó kêu là core. Nó xoay, nó có tên nó khó đọc lắm, Rotary Toro. Bây giờ á là mình chỉnh cái máy về một bên. Xong mình gặp một bên. Thí dụ như mình đang chỉnh cái máy nó về phía bên này là mình tập em bên này nè. Là mình xoay nó qua bên kia. Nè, xoay. Gồng giữ lại. Đó. Thở. Em thấy nó cứng cả hai bên luôn ta. Nó gồng hai bên luôn mà. Ok. Đó. Cái này không có PT khó tập lắm. Tại không có biết tập như thế nào đó. Rồi bây giờ là phải đổi qua. Đổi qua. Thở. Là bên này. Đúng rồi. Nhưng mà chúng ta phải tập bên trái trước. Tại vì sao? Tại cái xu hướng của mình đó là cái cơ bên trái nó yếu hơn cơ bên phải. Thế hả? Thì mình phải tập cái cơ bên trái trước. Rồi sau đó đó rồi mình tập cơ bên phải nó mới đều. Nguyên tắc là mình tập theo cơ yếu. Rồi vô đi em. Mức tạ demo là khoảng 4 đồng cục gì đó. Thử ha. Demo rồi ạ. Rồi. Ôm nó, xoay. Chờ xíu, 2, 3. Sao nói không? Đó. Tới đây, là giữ. Ok. Nặng đúng không? Nặng không? Nặng. Ok. Đã vậy rồi, nặng quá anh. Nặng quá thì nhỏ, phụ. Nhỏ xíu. Nặng quá thì phụ cho một miếng. Rồi, vô nè. Mai em bể cơ sao? Ok. Ok. Tập của BT mà. 5. Vô là từ từ. Bao giờ cái động tác thu vô từ từ đó. Nó phải có sự kìm lại hiểu không? 7. Vào là phải rất khó rộng. 8. 9. 10. Ok rồi. Sao có BT tập nó có cái lợi là có người canh cho em cái đường đi, cái quỹ đạo. Tới điểm này dừng, tới điểm kia dừng, tốc độ thế nào ta chỉnh cho em. Cái đó mới là ok. Còn em không có cái này buông ra mình em tập máy này anh nghĩ là fail á. Thường á là một mình khó chơi máy này lắm. Anh thâm niên anh biết mà. Rồi tới cái này. Nè. Tới đây giữ nữa không? Rồi. Bên này nó khỏe không đúng không? Nó rồi mà. Bên trái em kéo khó hơn. Bên nào cũng vậy thôi, người nào bên trái tập cũng khó hơn hết á. Ok. Ok. 7 8 9
10. Rồi, bên này em giữ, thấy giữ, nó giữ. Nhẹ dễ ẹt à. Giữ, giữ, rồi xong. Bên kia mới khó này lại. Nói chứ tập 3 set bài này cũng chua lắm chứ không dễ đâu. 2, 3, nào phụ cái đầu cái. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anh thêm anh kéo luôn đi. 10 Giữ nè. Kéo chi? Kéo chi, kéo chi? Giữ, giữ không thả, giữ. Đuôi thả. Rồi đổi bên. Thử tập coi. 1 Bên này như anh cáo mà. Vô chậm chậm thôi. 3 4 5 6 7 8 9 10 Giữ, 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 giữ trễ rồi. Rồi trảo bên kia tập luôn không nghỉ. Trảo ở đây tập luôn không nghỉ. Rồi vô nè. Đây anh. 1 Cố lên. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi giữ từ 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 thả vô. Ok. Rồi đổi bên. Rồi dứt. Tụ tập nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tốt, 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 tốt. Rồi, ok. Ủa sắp. 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 Rồi, tốt lắm. Rồi chúng ta ra đằng kia tập bài side bend xong rồi chúng ta kết thúc phần tập bài nha. Nãy giờ sắp mệt rồi phải không? Yên tâm đi, còn có một bài tập tạ nữa thôi à. Đó là bài tập eo side bend, gập gập ta mở hai bên giúp cho eo mình thon gọn, nhỏ nhẹ. Mai mốt mặc mấy cái gì ta, mấy cái kêu crop top hay cái gì đó, áo gì đó mà dạng như là nó áo phụ nữ á, nó tới đây nó lửng lửng nè, xong mặc quần jean đồ này nọ để bụng nhỏ vô, eo hai bên nhỏ vô, ra đường là cái như tai nạn giao thông hết. Đây, tập dễ lắm. Rồi, nhìn nha. Gập xuống. Thở ra. Cái tay để cho nó duyên dáng. Gập xuống là tập bên này nè. Xong rồi đứng vị trí thẳng thôi, còn nghiêng qua tới bên này nha. Đầu phải suy nghĩ về phía bên này. Tôi đang điều khiển cơ, gập xuống. Ok. Vô đi em. Những cái máy tập eo tuyệt vời sẽ mang lại cho em dòng eo con kiến 50cm. Nặng quá vậy? Nặng nó mới tập được. Rồi em gặp thử đi, cái tay này đâu có tập gì đâu. Gặp gặp. Ok. Tập trung bên này thôi nha. Bên này thôi. Đó. Ok. Ok. 5 6 7 8 9 10 Rồi vô từ từ đổi tay. Nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Từ từ thôi. 10 Rồi xong. Một set nghỉ ngơi tí. Uống intra và cao. 1 2 3 4
5 6 từ đó em 7 8 9 10 giữ. Ok rồi, dứt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, cường độ cao tập tiếp. Đổi bên, đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu gắt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, tốt quá. Còn 10 cái nữa thôi, cố lên. Tối về vẫn điên lẩu. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Kết thúc. Dữ. Trời đất ơi. Dữ. Rồi thả ra từ từ cho nó căng. Rồi ok. Nghệ thuật đếm của PT mà. Tốt. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới, chúng ta cardio cuối buổi rồi, chúng ta được xong hơi về rồi đó. Dạ ok, xong rồi hả? Xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cardio cuối buổi để cho chúng ta thứ nhất là đốt mỡ thừa, thứ hai là tăng thể lực, thứ ba là phục hồi cơ thể sau một cái buổi tập phần cơ upper body rất là căng thẳng và nỗ lực nãy giờ của em. Bây giờ chúng ta mở máy lên. Ok. Nó lâu quá trời. Okay. Rồi sau khi máy chạy bộ, máy này mà nó chạy bộ nha, tiếng Anh nó là treadmill. Được mở á thì em chỉnh em trên màn hình á, trên màn hình em chỉnh cho chế độ là interval. Đó, xong rồi em nhấn enter. Xong rồi chỉnh 10 phút. Ok. Rồi enter tiếp hả? Đúng rồi. Rồi xong rồi chỉnh cường độ là em chạy 10 nổi thì em chỉnh 10. Dạ. Đó. Chạy 10 trở lại thôi, đừng chạy nhiều quá. Ok. Bữa sau chuyên ngày cardio mình mới chạy nhiều, còn giờ chạy 10 đổ lại thôi nha. Rồi. Rồi xong rồi nó nhấn hết tất cả, nó nhấn nút start chạy. Ok. 1 2 3. Quá trình khởi động của nó sẽ diễn ra, bỏ luôn khởi động. Dạ. Tại vì mình đã tập rồi, cuối buổi rồi mình không cần khởi động nữa. Ok. Chừng khi nào mà mới vô ngoài vô luôn thì mình mới cần khởi động. Dạ. Nhấn start cái nữa nó bỏ khởi động. Ok. Rồi nó sẽ đang chạy là cái level 5 đó. Okay. Mình đi bộ 10 phút. Đồ thị nó sẽ là lên xuống như nè. Cái đỉnh cao nhất của nó là mình chạy nặng nhất, còn cái đỉnh mà thấp nhất của nó đó là mình đi bộ thôi. Là 5 đúng không? Đúng rồi. Rồi xong rồi nó cái độ dốc của nó sẽ tùy từ từ nó chỉnh, mình không có can thiệp vào độ dốc. Dạ. Nó sẽ lập trình sẵn nó chỉnh. Ồ. Còn trong trường hợp mà mệt quá thì mình có thể nhấn bất kỳ một cái tốc độ nào cho nó thấp xuống. Ok. Cũng được. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ level 10 chắc sẽ không mệt lắm đâu, nó vừa. Dạ. Phải thôi. Thử sức ha. Ừ, thử sức đi em. Em lộng lẫy ven đôi bờ cỏ lá, đẹp dạng người hấp dẫn nhất khu Nam. Anh say tình trong phút chốc tham lam, rất vội vàng mộng trăm năm tròn kiếp. Em đứng tiêu xa đấy đã vượt nhịp, xô tình anh vào bến đỗ mênh mông, đang cấm đi đâu mọi thứ dễ. Thiết bị con người rồi nỗi thân BBT.
trao tình chàng BT thực thụ, chàng giao án miệt mài ngày đêm không ngủ, để nhất building tiên bước kiên cường, sừng sững giữa trời rừng sáng một phương, thêm lộng lẫy trong bàn tay chim chúa. Uy nga chàng lệ quên ngày xưa rình rùa, quá khứ qua rồi giờ đây là cú đúp, chúa tể nghề chim ông hoàn ngành súp, Duy Nguyễn Tiên Phong người CEO ngạo nghề. Thủ thiêm phù Mỹ ta nâng tầm kinh tế, quân hai nhà bè kết nối mạch giao thương, Thor Dream khu Nam là điểm sáng, đất nước đổi thay người xa có thấy, Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viên Đông. Thủ thiêm phù Mỹ ta nâng tầm kinh tế, quân hai nhà bè kết nối mạch giao thương, Thor Dream khu Nam là điểm sáng, đất nước đổi thay người xa có thấy, Sài Gòn bây giờ mới là Ngọc Viên Đông. À, rồi sau một buổi tập quá trời là căng thẳng luôn thì hôm nay là bạn nữ của chúng ta là quyết định là chơi double liều các bạn. Chơi hai gói luôn, hai gói lean body luôn. Tổng calo là một gói là 180, hai gói là 360. Protein là 40g, một đống thành phần dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất, tài le, học me luôn. Lần đầu tiên anh thấy một người... Ủa mình lắc đầu? Đây. Lần đầu tiên anh thấy nữ mà chơi hai gói liên tiếp luôn đó nha. Tại vì hôm nay em tập nặng quá. Nặng thì cũng hẳn là nặng mà nó nhiều. Tập nhiều nữa, với lại cả ngày nữa. Cái cơ upper body á thì nó nhiều bài thôi, chứ nó không có nặng bằng cơ lower body. Còn nói chung á là cả ngày là tại vì mình làm những job khác nữa. Thì đó. Mình làm từ lưa luôn, hiểu không? Chứ mình nói tập cả ngày đâu, nói BT nào tập cả ngày đâu. Tập đúng giờ, tiếng tập tạ thôi, cùng lắm thương lắm rồi thôi. Cái... Tập đúng giờ nhưng mà cả ngày mình làm những việc khác. Không? Làm mấy cái. Chứ BT nó tính tiền, nó có giờ, tập tạ đằng tiếng đồng hồ, thương lắm thì cardio là miễn phí thôi chứ. Miễn phí cardio. Ừ. Nó vui thì nó chạy chung, không nó bỏ cho chạy mình nhấn máy thôi chứ. Chứ ai tính tiền cardio. Tập gym tính tiền cardio đó ai chơi. Vậy mà cái chỗ nó tính đó nha. PT nó tâm lý nó cũng sợ mập ấy anh. Vậy mà cái chỗ nó tính á. Không PT nó dạy nhiều khách làm sao nó mập được. Ôi. Không, yên tâm đi, trời ơi, tao pha chuyên nghiệp. Đây. Trong ngành 20 năm. Trong ngành 20 năm. Lắc sao được ta, lắc mạnh được. Sống được, nè đầu tiên ngoáy. Bây giờ phải ngoáy cho nó nom ra cho nó ấy rồi xong mình mới dứt. Thấy không? Ngoáy. Rồi thì ngoáy. Nó dày chứ phải ngoáy. Kệ thật ngoáy lợi hại lắm chứ. Thấy không? Rồi xong nó ngoáy nó được rồi đúng không? Nó vô rồi cái gì? Rồi, sực. Đó. Cái này nó cũng có bài bản ghê hả? Trời ơi, tao nói cho trong ngành. Trai ngành, giỡn đâu. Trời. Nó lắc là biết cảm giác nó tan rồi đó, thấy không? Mình lắc là biết cảm giác nó tan rồi, đóng mình tin uống đi. Rồi, còn mình đó là mình cứ uống isochat thôi. Trong giai đoạn này thôi, bữa sau có con khác VIP hơn uống nó. Vô. Vô. Mở nắp ra. Âu. Vô. Cái này nó bị bướng một tí thôi, không sao. Uống đi. Nó tan hết đúng không? Không tan sao muốn nhẹ gì được? Tan chứ. Lắc biết. Tan cái tịch là cứ uống xong. Này cho thử vị của quay nè. Cho thử một miếng của quay. Vị thôi, tí thiếu thôi nha, đừng uống nha. Uống để biết vị thôi. Uống phải từ từ phải thưởng thức, phải ngụm gì đó ra gì đó chứ tí ai biết chơi. Rồi trả lời. Cái này nhạt hơn cái này chứ, cái này đậm căn đà. Căn bản do cái này hai gói nó đậm đà thôi. Cái này đậm đà hơn chứ. Mà anh hơn. Hai muỗng hả? Anh cũng hai muỗng mà. À thế hả? Mỗi trái nó có một cái vị riêng.
Bữa nay tập cũng trễ rồi, phỏng về hết rồi, để anh lén dẫn em vô toilet nam mình chơi xông hơi nước nha. Xông hơi nước nó nặng nhưng mà đừng, bữa sau đừng có kể nha. Anh nhiều khách lắm, mấy con kia ở đầu thì nó mệt. Em nghĩ không kể thì người ta cũng biết rồi. Sao biết được, nó về hết chứ. Rồi, nay tập trễ. Muốn người khác không biết chú Phi đừng có làm thế anh. Chơi kính mồm kính miệng lên đi, chỗ này chỗ xông hơi nam. Tại vì anh thấy em tập nặng được thì em chịu được cái cường lực của xông hơi nước, em hiểu không? Xông hơi nước nó nóng hơn xông hơi hồng ngoại. Xông hơi hồng ngoại là tác dụng là đẹp da này nọ, tẩy tế bào chết, đồ thư giãn, ép nước chút đỉnh thôi. Nhưng mà xông hơi nước là nó giảm cân. Nó giảm cân, nó thanh lọc cơ thể, nó ép chất độc ra, cường độ nó sẽ mạnh hơn nhiều so với xông hơi hồng ngoại. Đó, nên cái chỗ nó thiết kế riêng cho nam. Mà giờ nó về, người ta về hết rồi anh mới dẫn lén thôi. Xông hơi nhờ chứ làm gì căng trời. Nói giỡn chơi hoài ta. Phòng gym mở ra khách khứa lương, đóng thằng chai trong em dám vô ngồi đó em xong không? Hả? Em chờ nó xong rồi em... Không có thằng nào xong hết đó, thằng này xong kia vô à. Thế à? Ừ. Chờ cái thằng PD đó. Chết, chắc chắn sẽ có thằng. Ví dụ này. Nhưng mà nói vậy thôi, mình làm riêng thôi chứ không quay video đâu. Quay video thằng này. Hả? Ờ, không quay video. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.